61 tuổi. Mời Hà Nội Viên Trang ạ. Bệnh nhân nữ 61 tuổi vào viện lúc 10 giờ 47 phút ngày 11 tháng 9 với lý do là bệnh nhân sốt. Tiền sử bản thân thì đái tháo đường 1 tháng, không uống thuốc thường xuyên, tăng huyết áp 4 tháng, uống enalapin 10 mg trên ngày. Tiền sử gia đình không ai mắc bệnh liên quan. Bệnh nhân phát hiện khởi phát sốt từ ngày 28 tháng 7, không ho, không đau họng, không đau các khớp, ngày 30 tháng 7 vào viện sẽ thả lào điều trị. Sau 2 ngày xuất hiện sưng đau nóng đỏ khớp của chân bên phải, sưng đau mặt trước đùi bên trái, đau tăng lên khi đi lại. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ciprofloxacin 0,5 gram 2 viên trên ngày. Ngày 5 tháng 8 có kết quả kháng sinh đồ. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh ceftazidime, điều trị trong vòng 14 ngày, đỡ đau khớp của chân bên phải, đỡ đau mặt trước đùi bên trái. Còn sốt được chuyển thuốc kháng sinh sang imipenem 3 gram trên ngày. Trong 3 ngày đầu tiên xuất hiện dị ứng thuốc, chuyển sang điều trị thuốc Maxim 960 mg. Trong vòng 2 ngày bệnh nhân xuất hiện dị ứng thuốc, bệnh nhân được dùng thuốc kháng sinh Augmentin 625 mg 3 viên trên ngày từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Hết sốt, bệnh nhân được kê đơn ra viện uống thuốc tại nhà. Sau uống thuốc 4 ngày tại nhà, bệnh nhân còn đau cổ chân bên phải, đau mặt trước đùi trái. Xuất hiện bệnh nhân sốt, bệnh nhân đến khám và nhập viện Hà Nội Viên Trang điều trị tiếp. Thăm khám thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, môi khô, lưỡi bẩn, sưng đau khớp cổ bàn chân phải, sưng đau cơ tứ đầu đùi trái, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy, mạch 100 lần trên phút, huyết áp 120 trên 90 mm thủy ngân, nhiệt độ 37,4 độ C, SP298, BMI 23, các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý. Vâng, cảm ơn bạn. Chúng tôi đã có các cái xét nghiệm các bạn chuyển về trên hệ thống. Và trước tiên thì tôi xin phép mời thầy Tú. Trường hợp này là một trường hợp mà liên quan rất nhiều đến một cái tổn thương do khớp mà chúng ta điều trị kháng sinh chưa được tốt. Mời thầy Tú ạ. Vâng, kính thưa thầy Hiếu và các thưa thầy cô, thưa các bạn đồng nghiệp. Cái bệnh này chính là một bệnh chúng ta hay gặp dưới tên là bệnh Whitmore. Vâng, đây là bệnh nhiễm trùng rất nặng. Vâng, thì nó liên quan đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể, chủ yếu là hay gặp ở cái đường hô hấp ở chỗ thầy hồi. Nhưng lần này cái bệnh nhân của chúng tôi thấy gặp là có tổn thương cơ tứ đầu đùi. Thì cái trường hợp này chúng tôi chỉ có một cái bình luận về cái điều trị, cái can thiệp vào cái cơ tứ đầu đùi, vì nó có siêu âm lên thì có một lượng dịch trên 1 cm, thì chúng ta có thể hút dịch, cần chúng ta đặt máy dẫn lưu để bơm rửa tại chỗ, để làm giảm những cái, làm tăng cái điều trị hiệu quả tại chỗ. Còn về phần điều trị kháng sinh thì sẽ nhường lời cho thầy Đạt lên truyền nhiễm. Cảm ơn thầy. Cái bằng chứng khẳng định Whitmore là dựa vào cái gì? Xin nhắc lại để cho mọi người. Vâng, đây là chúng ta đã cấy được cái vi khuẩn rồi. Vâng. Cái tỷ lệ mà cấy độ đợi nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm này là có đến 100% không? Vâng, khi mà làm kháng cấy được vi khuẩn thì chúng ta đã gần như là đã nghĩ nhiều đến nguyên nhân là do cái vi khuẩn đó và gây đến bệnh Whitmore. Vâng. Vâng. Xin phép mời thầy Đạt ạ. Tại vì tôi biết là trong bệnh viện trước đây, của trước khi đến Hà Nội Viêng Chăn, là người ta đến bệnh viện xê thả, người ta điều trị, người ta cũng đã được cấy máu rồi mà lại cấy ra cái con khác, đúng không ạ? Xin phép hỏi bệnh viện Viêng Chăn, tôi thấy là đây người ta ghi là có điều trị theo kháng sinh đồ, đúng không ạ? Ở bệnh viện xê thả ấy ạ? Hay là người ta điều trị mò thôi? Thưa thầy là... Vâng ạ, thưa thầy, vào bệnh viện xê thả là cấy và phát hiện ra vi khuẩn Whitmore rồi ạ? À, cấy ra Whitmore rồi ạ. Thế sao người ta lại điều trị với cả, nghĩa là bệnh viện này là bệnh viện của quân đội hay là của tư nhân Lào ạ? Xê thả ấy. Bệnh viện nhà nước Lào cũng là bệnh viện tuyến trung ương ạ. Yeah, tuyến trung ương mà tôi thấy điều trị kháng sinh thế này thì... Thôi mời thầy Đạt comment ạ. Vâng.
Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô, thì trường hợp này thì nó điển hình của bệnh Whitmore rồi. Whitmore là một cái bệnh nhiễm trùng do Bucholderia pseudomallei. Thì cái vi khuẩn này nó là cái vi khuẩn có từ đất và nước bẩn rất là nhiều, và ở trên cái bệnh nhân có cơ địa đái tháo đường thì cái nguy cơ nhiễm trùng bệnh nhân rất là cao, và bệnh nhân nhập viện trong cái bệnh cảnh là nhiễm khuẩn huyết. Do đó nên tôi nghĩ là cái chẩn đoán trong trường hợp này thì hoàn toàn là phù hợp. Xét về điều trị kháng sinh thì Whitmore là một trong số ít các cái bệnh do vi khuẩn mà chúng ta có thời gian điều trị kháng sinh rất là dài, thậm chí có thể kéo dài cái thời gian điều trị kháng sinh lên đến 6 tháng. Đối với trường hợp bệnh nhân này thì nhìn vào cái danh sách mà các anh chị đang cho bệnh nhân kháng sinh thì tôi cũng có một ý kiến là rất nhiều các cái kháng sinh mà các anh chị sử dụng ở đây là không phù hợp, bởi vì là Whitmore hay là Bucholderia pseudomallei nó là một vi khuẩn mà nó đề kháng tự nhiên với rất nhiều các kháng sinh mà các anh chị đang sử dụng, bao gồm ví dụ như gentamicin, levofloxacin hay erythromycin, nó làm cho cái việc điều trị của chúng ta trong cái thời điểm này là không phù hợp. Đặc điểm của Whitmore là vi khuẩn này nó tồn tại ở một trạng thái tiềm tàng, tức là nó có sẵn ở trong cơ thể của chúng ta và nó gây ra tình trạng nhiễm trùng mãn tính. Đối với điều trị mà như tôi nhìn thấy thì các anh chị đã đánh kháng sinh ban đầu phù hợp, tức là chúng ta sử dụng ceftazidim rồi, và người ta khuyến cáo là đối với những trường hợp mà chúng ta sử dụng ceftazidim thì chúng ta nên sử dụng liều cao, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng liều ceftazidim tới 6 gram một ngày và kéo dài cái giai đoạn tấn công tới 14 hoặc là thậm chí 21 ngày. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang kháng sinh đường uống, và đường uống có thậm chí kéo dài có thể đến 6 tháng. Do đó nên trong cái quá trình diễn biến, nếu mà bệnh nhân có đợt sốt thì tôi nghĩ là nó cũng có thể lý giải một phần là tại sao mà bệnh nhân quay trở lại viện. Nên là tóm lại đối với trường hợp bệnh nhân này, nếu mà đợt này bệnh nhân nhập viện thì cá nhân tôi đề nghị là các anh chị nên bỏ các kháng sinh mà các anh chị đang xử trí giống như cái slide trên hình này đi, mà chúng ta bắt đầu lại cho bệnh nhân bằng ceftazidim với liều là 6 gram một ngày, và sau đó khi mà bệnh nhân ổn định ở trong cái giai đoạn tấn công rồi thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện và điều trị ampicillin kết hợp với sulbactam giống như các anh chị đã duy trì cho bệnh nhân. Và cái việc mà bệnh nhân có áp xe đa cơ quan hay tổn thương viêm khớp thì tôi nghĩ nó cũng hoàn toàn nằm trong bệnh cảnh Whitmore, nên là khuyến cáo là ngoài bên cạnh kháng sinh thì chúng ta cần kiểm soát đường huyết thật tốt cho bệnh nhân để đảm bảo là bệnh nhân đáp ứng với điều trị ạ. Vâng, rất là rõ ràng. Nhưng mà xin phép hỏi thầy Đạt là bệnh nhân này có nên dẫn hút cái dịch ra để làm xét nghiệm như là ý kiến của thầy Tú không ạ? Vâng, đối với trường hợp này thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết, bởi lẽ là chúng ta đã có chẩn đoán xác định của bệnh nhân là nhiễm khuẩn huyết rồi. Có thể là cái dịch anh chị cấy ban đầu nó là dịch ổ khớp, tuy nhiên ở trong một cái bệnh cảnh áp xe toàn thân thì chúng ta cũng có thể lý giải là đó cũng là cái căn nguyên gây ra nhiễm trùng toàn thân. Cái việc mà chúng ta chọc hút dịch thì nó có thể sẽ có vai trò quan trọng trong việc là chúng ta điều trị triệu chứng cho bệnh nhân, cũng như là chúng ta giải quyết các cái biến chứng do áp xe gây ra. Nghĩa là người ta không đau không sốt thì chúng ta có thể không cần hút. Vâng, rất là rõ ràng. Còn một câu hỏi nữa muốn hỏi hộ cho các bệnh viện của các bạn, đấy là bệnh nhân này có tiền sử dị ứng rất nhiều các kháng sinh, thì liệu là chúng ta có cái xét nghiệm nào để dự phòng cái đấy không, hoặc là các cái phương pháp gì trước khi trong lúc điều trị để chúng ta hạn chế, vì bây giờ mà thêm bệnh nhân lại dị ứng tiếp nữa thì là các bạn sẽ bó tay đấy ạ. Vâng. Trong hai cái kháng sinh mà sử dụng cho bệnh nhân này thì bệnh nhân có vẻ như dị ứng với imipenem và cotrimoxazone. Thì trong hai kháng sinh thì khả năng dị ứng với cotrimoxazone sẽ cao hơn so với imipenem, bởi vì imipenem tương đối là ít dị ứng. Đặc biệt là imipenem thì nó thuộc nhóm nhóm beta lactam, mà nếu mà bệnh nhân sử dụng ceftazidim rồi mà bệnh nhân không có dị ứng thì cái việc mà bệnh nhân dị ứng với imipenem, ngoài cái việc là dị ứng thực sự thì có khả năng là bệnh nhân dị ứng với cả các cái chất phụ da ở trong imipenem, tức là các cái chất phụ trong điều chế thuốc thôi, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sử dụng các cái kháng sinh khác. Bởi vì Whitmore nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta có tương đối ít các cái sự lựa chọn. Các cái lựa chọn chủ yếu để điều trị Whitmore bao gồm carbapenem thì chúng ta chỉ có hai thuốc, đấy là meropenem và imipenem. Cái nhóm kháng sinh cephalosporin thì chúng ta chỉ có duy nhất là ceftazidim. Đối với cả các kháng sinh khác thì chúng ta chỉ còn hai lựa chọn còn lại, đấy là cotrimoxazone và ampicillin kết hợp sulbactam. Vâng. Các bạn có hỏi gì không ạ? Dạ, thưa thầy, cái trường hợp này là khi mà vào bệnh viện xe thả thì cái ceftazidin là được lựa chọn đầu tiên ạ, và được điều trị trong vòng 14 ngày. Thì trong vòng 14 ngày thì tình trạng nhiễm trùng và sốt của bệnh nhân là không đáp ứng. Và khi có kháng sinh đồ thì được lựa chọn hai cái kháng sinh nhạy với Whitmore, đó là cái ipipenem đấy và cái Bactrim, đấy thì dùng từng cái một ạ. Đầu tiên là họ tôi nắm được rồi, nhưng mà trong cái bệnh sử các bạn viết đây, tôi đọc kỹ các bạn viết đây này, ngày 5 tháng 8 có kết quả kháng sinh đồ
bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh ceftazidin. Nên là có sắc kháng sinh đồ rồi các bạn mới chọn ceftazidin, chứ có phải là bệnh nhân dùng ceftazidin xong đâu. Vâng ạ, nhưng mà trong cái ceftazidin ấy là dùng từ đầu đến ngày thứ 14 và không đáp và ứng. Và bệnh nhân lúc ấy người ta kết luận là có đỡ đau khớp, đỡ đau mặt trước đùi nhưng mà còn sốt, thì chính chắc là vì còn sốt thì mới chuyển kháng sinh khác đúng không ạ? Vâng ạ, lựa chọn cái kháng sinh nhạy là ibuprofen ạ. Vâng, mời thầy đọc. Và xuất hiện dị ứng ạ. Các anh chị dùng ceftazidin cho bệnh nhân với liều bao nhiêu ạ? Cái bệnh nhân này chắc không phải dùng ở xuyên khoảng, đây dùng ở bệnh viện khác. Chắc là người ta dùng bệnh viện khác. Vâng, như tôi nói đấy thì ceftazidim là chúng ta phải dùng với liều gấp đôi so với điều trị thông thường, tức là chúng ta phải sử dụng 6 gram ceftazidim, nên liều thông thường với ceftazidim ở rất nhiều nơi các anh chị chỉ sử dụng 2 đến 3 gram, điều đấy là nó không bao phủ huyết mò một cách có hiệu quả. Vâng, và nó dẫn đến tình trạng là bệnh nhân có đỡ đau thôi nhưng mà không hết sốt đúng không? Vâng. Thôi tôi nghĩ là ý kiến của thầy Đạt khá rõ ràng, chúng ta có thể sử dụng lại và với cái liều cao hơn, và vì từ lúc dừng đến giờ thì tôi nghĩ là cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Kệ dùng có 14 ngày đến từ hết đến giữa tháng 8 là ta đã dừng rồi đúng không ạ? Bây giờ là đến giữa tháng 9 rồi thì chúng ta bắt đầu sử dụng lại đi ạ. Vì tôi nghĩ là cái trường hợp bệnh nhân này sẽ còn phải điều trị lâu dài và chúng ta phải chọn phương án chắc chắn an toàn. Chứ bây giờ chúng ta đi tìm những kháng sinh khác lại bị dị ứng rồi lại thất bại thì rất là các cái tổ áp xe sẽ lan tràn dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Các bạn có hỏi gì không ạ? Xin có thêm một ý kiến nữa thôi ạ, tức là trong các cái kháng sinh mà các anh chị đang sử dụng thì tôi khuyến cáo là chúng ta nên lựa chọn một kháng sinh có tác dụng với cả Whitmore, bởi vì các kháng sinh mà các anh chị đang sử dụng ở đây là đều bị vi khuẩn kháng tự nhiên, do đó nên chúng ta không nên sử dụng. Nếu mà các anh chị lo ngại về việc là bệnh nhân đáp ứng không tốt với cả ceftazidim thì chúng ta còn một cái lựa chọn khác, đấy là chúng ta sử dụng meropenem cho bệnh nhân, mà nếu mà chúng ta sử dụng meropenem thì chúng ta cũng phải sử dụng liều 6 gram ạ. Vâng, cảm ơn thầy Đạt. Cuối cùng là thấy các bạn có yêu cầu hội chẩn với cả giáo sư Nga nội tiết, không biết là trẻ kết luận về cái vấn đề Milodoris ạ. Dạ. Tiểu đường, bây giờ có tiểu đường ạ. Vâng. Vâng, mời chị Nga. Vâng. Dạ vâng. Thực ra thì Whitmore thì thầy Đạt cũng đã phân tích rất là kỹ rồi, nhưng tôi cũng lưu ý thêm các bạn là trên bệnh nhân đái đường thì nguy cơ Whitmore các bạn phải dùng kháng sinh. Như thầy Đạt bình thường, những bệnh nhân bình thường thì có thể dùng kéo dài cái liều tấn công có thể là 3 tuần, nhưng mà đối với bệnh nhân tiểu đường thì có thể các bạn phải dùng hàng tháng hoặc thậm chí 6 tuần xong rồi mới chuyển sang thuốc viên. Thế và cái ở cái áp xe vùng cơ đùi đấy, bây giờ các bạn siêu âm lại, nếu trong đấy cái ổ áp xe quá to thì các bạn sẽ can thiệp ngoại khoa rạch rộng cái ổ áp xe thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn đó. Thế và trong trường hợp này thì sau khi mà cái đợt liều tấn công thì các bạn sẽ phải dùng kháng sinh kéo dài 6 tháng đấy để điều trị Whitmore, chứ các bạn dùng kháng sinh như này thì nó không phù hợp. Còn về chỉnh đường máu thì ở đây thì các bạn trong giai đoạn này thì bắt buộc các bạn sẽ phải dùng insulin để tiêm. Thì insulin tiêm thì các bạn không biết là các bạn đang dùng 4 mũi hay là các bạn dùng 2 mũi một ngày. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Dạ, hiện tại chúng em đang dùng metformin 500mg 2 viên trên ngày. À, thế thì trong các trường hợp bệnh lý cấp tính, đặc biệt là nhiễm trùng này thì người ta sẽ không dùng metformin. Mặc dù đường máu tăng vừa phải thôi, các bạn cũng phải ngừng metformin và các bạn chuyển sang tiêm insulin. Liều insulin có thể các bạn HbA1c của bệnh nhân là bao nhiêu và đường máu là bao nhiêu? Dạ, HbA1c của bệnh nhân là 8,3, đường máu là sáng nay 6,6 ạ. Cân nặng bệnh nhân là bao nhiêu em? Cân nặng 62 cân cơ ạ. Thế thì các bạn phải chọn, bây giờ đường máu của bệnh nhân là bao nhiêu nhỉ? Trong cái này 6,6. Buổi sáng nay 6,3. 16,6 á? 6,3. Buổi sáng nay là 6,3 mmol trên lít ạ. Bệnh nhân có ăn được không em? Dạ ăn được ạ. Thế thì các bạn sẽ dùng 2 mũi insulin hỗn hợp với cái liều thấp thôi. Các bạn có thể bắt đầu với cái liều buổi sáng, các bạn có thể chỉ dùng là 10 đơn vị và buổi chiều các bạn dùng 6 đơn vị insulin mixta, tiêm 2 mũi trước ăn sáng và trước ăn tối 15 phút. Còn metformin trong giai đoạn này là các bạn không được dùng đâu. Thế các bạn sẽ theo dõi đường máu, duy trì đường máu ở xung quanh từ 7 cho đến dưới 10 là được. Thì trong giai đoạn cấp này thì các bạn chỉ cần dùng cái liều như thế thôi. Chức năng thận của bệnh nhân là bình thường đúng không nhỉ? Bình thường. Vâng ạ. Thế thôi hết ạ. Cảm ơn cô Nga. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ?
thầy Linh cũng được mời hội chẩn nhưng mà chắc là thầy cũng có không ý kiến gì đúng không? Cái hình ảnh siêu âm chắc không thấy được con Whitmore khác con Whitmore khác như nào đúng không? Vâng. Còn tôi thì tôi chỉ xin một ý kiến thôi, bệnh nhân này tăng huyết áp nhưng mà các bạn dùng enalapril 10 nhưng mà phải chú ý là tình trạng nhịp tim bệnh nhân cũng tương đối nhanh. Nếu mà bệnh nhân nhịp tim nhanh, chức năng tim vẫn bảo tồn thì người ta khuyên mặc dù là bệnh nhân có nhiễm trùng nhưng mà chúng ta nên chọn một nhóm là chẹn beta giao cảm trên bệnh nhân này có thể tốt hơn một chút. Em có thể giảm liều enalapril xuống 10 5 mg, còn có thể cho 2,5 mg metoprolol hoặc là bisoprolol nếu bệnh nhân không có triệu chống chỉ định. Vâng, chúng tôi bên bệnh viện Đại học Hà Nội chúng tôi hết ý kiến ạ. Xin phép các bạn đầu cầu của Lào còn ý kiến gì không ạ? Còn câu hỏi gì không ạ? Vâng ạ, chúng em xin cảm ơn ý kiến các thầy cô ạ. Chúng em sẽ điều chỉnh ngay ạ. Vâng, cảm ơn chúng em hết ạ. Cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Xin phép mời đầu cầu bệnh